Mình chào quý khách. Hôm nay giày quán nhỏ giới thiệu quý khách một cái mẫu dép Lê Petit. Thật ra cái mẫu này là cái mẫu dép là phổ thông đi rửa chân hoặc là đi lanh quanh, để sử dụng ở nhà chúng ta sử dụng nhiều công việc khác nhau, không cần phải kiêng kỵ gì cả. Nói chung là hàng dép mà nhựa này thì nó rất là bền, nó gần như là không hỏng được. Chỉ có đi nó chán, nó cũ quá rồi thì thôi thay. Ưu điểm của nó, ưu điểm nổi trội nhất là bền và giá thành thì không cao lắm. Đây, giá của công ty niêm yết là 87.000. Tại thì cái mẫu này nó là cái mẫu hôm nay tôi mới giới thiệu với khách hàng, nhưng mà mẫu này thì cũng có rất là lâu rồi. Đây là mẫu truyền thống của Petit. Những cái mẫu dép như thế này nó không có cái tính thời trang, thời thượng hay là mốt, nhưng mà luôn đảm bảo được cái độ tin tưởng khi mà chúng ta sử dụng lâu dài. Đó là cái lợi thế của nó. Thì hôm nay tôi giới thiệu với khách mẫu này. Xin chúc quý khách hàng sức khỏe và có cái trải nghiệm tốt khi mua sắm trên gian hàng của chúng tôi. Xin cảm ơn.